Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, mưa dông vẫn tiếp tục lặp lại ở nhiều khu vực trên cả nước, cụ thể là các khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Với các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, sau nhiều ngày mưa và dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, thì thời tiết Bắc Bộ lại có sự thay đổi nhanh chóng. Từ ngày mai đến ngày kia, do nằm ở rìa phía nam của dạnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng dần, nên khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng trên toàn khu vực, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới ngưỡng 34-37 độ. Tương tự ở khu vực của Trung Bộ, cũng do sự mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nền nhiệt sẽ tăng nhanh, đồng nghĩa mưa cũng sẽ giảm dần và tạnh hẳn. Cũng từ ngày mai, tại khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 35 đến 38 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Quỳ Hợp, Con Cuông của Nghệ An hay Hương Khê, Hà Tĩnh có thể trên 38 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn duy trì mưa dông rải rác về chiều tối. Do có mưa nên nhiệt độ ban ngày tại khu vực Tây Nguyên ở khoảng 30 đến 33 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Từ ngày kia thứ tư, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa dông sẽ gia tăng tại hai khu vực này. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay và 7 ngày sắp tới. Các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay ban ngày mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực phía Tây Bắc Bộ vào sáng sớm, bao gồm các khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và một số khu vực phía Bắc của Sơn La. Cục bộ một số khu vực Lai Châu, Điện Biên có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Về chiều tối, mưa rào và mưa dông cũng sẽ xuất hiện rải rác tại các khu vực phía Tây Bắc như là khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, ban ngày tạnh ráo và không mưa, trời nắng về chiều tối. Mưa nhỏ cũng có thể sẽ xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại một số khu vực của Yên Bái, Hòa Bình, thời gian mưa ngắn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27 đến 30 độ. Đến tối và đêm nay, khu vực của Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Cục bộ, một số khu vực ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có xuất hiện mưa rào và mưa dông. Về đêm, mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực của Hà Giang, thời gian mưa ngắn. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Trong tối và đêm nay, thời tiết tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 23 đến 26 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Sang đến ngày thứ ba, ban ngày các khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận, trời tạnh ráo không mưa, có nắng. Dự báo từ ngày thứ tư, toàn khu vực của Bắc Bộ thời tiết tạnh ráo và không mưa, ban ngày trời nắng và sẽ duy trì trong nhiều ngày sau đó. Từ đêm ngày thứ năm đến sáng ngày thứ bảy, một đợt mưa rào và mưa dông sẽ có thể xuất hiện tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm các khu vực vùng núi phía Bắc, Trung Du, Đồng Bằng và ven biển. Dự báo xa hơn, từ khoảng đêm ngày thứ ba tuần sau trở đi, một đợt mưa rào và mưa dông mới sẽ tiếp tục quay trở lại tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Với nền nhiệt độ từ ngày thứ tư, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ tăng mạnh lên, ngưỡng cao nhất có thể đạt tới 34 đến 38 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 38 độ, nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng. Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong khoảng 5 đến 7 ngày. Khu vực Trung Bộ với thời tiết của các khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và không mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực từ 28 đến 32 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực của Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và không mưa, ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng mạnh từ 32 đến 35 độ. Ngày thứ tư, nhiệt độ toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ lên mức cao nhất.
từ 35 đến 37 độ, khu vực vùng núi phía Tây có nơi 38 đến 39 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sau đó. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ, chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ, xuất hiện rải rác tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Cục bộ một số khu vực phía Tây của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Khu vực của Bình Định, Phú Yên sẽ có mưa nhỏ ở diện rải rác một vài nơi với lượng ít, thời gian mưa ngắn. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ sẽ xuất hiện rải rác tại một số các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn, cục bộ một số khu vực ở Quảng Nam vẫn có thể xuất hiện mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày trời nắng, đến buổi chiều và chiều tối mưa nhỏ và mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác tại một số các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Lượng mưa không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, đến tối và đêm mai trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, trong mưa dông nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra vào các buổi chiều, tối và đêm. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài cho đến ngày thứ 2 tuần tới. Từ ngày thứ 3 trở đi thì mưa dông sẽ bắt đầu giảm dần. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối mưa nhỏ và mưa rào nhẹ sẽ có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực của Kon Tum có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm nay, khu vực của Tây Nguyên trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực của Đắk Lắk. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác vài nơi tại một số các khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng. Lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, các khu vực vùng cao có nơi dưới 19 độ. Sang đến ngày mai ban ngày trời nắng, sau đó đến buổi chiều và tối, toàn khu vực trời sẽ chuyển nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện trên toàn khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số khu vực ở Đắk Nông, Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ. Các khu vực vùng núi cao nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn từ 26 đến 28 độ. Đến tối và đêm mai, khu vực của Tây Nguyên trời sẽ nhiều mây, tạnh ráo, ít mưa. Mưa nhỏ có thể xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa nhỏ và thời gian mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Các khu vực vùng núi cao nhiệt độ ở mức thấp hơn, từ 18 đến 20 độ. Dự báo từ ngày mai, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Nam của Tây Nguyên, nhất là tại các khu vực của Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ sẽ xuất hiện rải rác tại các khu vực của miền Tây Nam Bộ, bao gồm các khu vực của Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang. Đến tối và đêm nay, trời sẽ có nhiều mây, ít mưa, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện rải rác về đêm và rạng sáng tại một số các khu vực của miền Đông Nam Bộ, nhất là tại các khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 35 độ. Chiều tối mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại khắp các khu vực như là của Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Cục bộ một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ cũng có thể sẽ xuất hiện rải rác ở một vài nơi tại một số khu vực của An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long và một số khu vực của Cà Mau, Bạc Liêu, lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn. Đến tối và đêm mai, khu vực của Nam Bộ trời có nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện rải rác tại một số các khu vực ở Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 28 độ. Dự báo từ ngày thứ tư, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng. Cảm
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.